Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Nguyễn Huy, Vlog Cầu Long đây. Thì trong cái video ngày hôm nay, Huy sẽ gọi là review cho mọi người cái cây vợt, một dòng siêu phẩm của Kento Mota và vận động viên top 1 thế giới mọi người. Thì cái dòng siêu phẩm này nghe tới tên thì mọi người cũng biết là cây gì đúng không? Đó là cây Actros 99 Pro. Đó, thì hôm nay mình review cho mọi người cái cây màu trắng bạch hổ trước nha mọi người. Còn cái cây đỏ Huy sẽ review sau ha. Ok, thì trước khi mọi người xem video này của Huy, nếu mà mọi người thích video này đừng quên để lại cho Huy một like, một đăng ký kênh, nhấn nút chuông nhận thông báo khi có video mới nhất từ Nguyễn Huy Vlog Cầu Long nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi thử coi là cây vợt này nó có điểm gì nổi bật và có điểm gì đặc biệt mà khiến nhà Yonex kết hợp với lại Kento Momota để sản xuất ra một cây vợt này để dành cho vận động viên top 1 thế giới luôn. Đó, thì cây vợt này nó có điểm gì đặc biệt vậy? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, bắt đầu thôi. Và thường như trong video khác thì Huy sẽ chia ra làm hai phần review nha. Một là phần ngoại hình màu sắc, hai là phần thông số kỹ thuật và cái cây vợt này nó sẽ phù hợp với những người chơi như thế nào. Ok nha mọi người, video bắt đầu thôi. Ok mọi người, thì đầu tiên chính là về phần màu sắc và ngoại hình. Màu sắc ngoại hình thì đối với một dòng Actros thì trước giờ Huy chỉ thấy là mấy dòng giá rẻ thì nó chỉ có được màu mè xíu thôi, nó chỉ được thiết kế màu mè thôi, mà nước sơn nó cũng khá là trẻ trung và cũng nổi bật. Tuy nhiên thì nó không được mạnh mẽ cho lắm. Mấy so với cái dòng giá rẻ thì Huy nói sơ về những cái dòng mới ra thì bây giờ màu sắc nó chỉ được mang một cái tính chất nổi bật thôi. Nhưng mà so với một cái cao cấp thì Huy cảm thấy tuy màu sắc nó cũng thiết kế với một màu, với hai màu đơn giản thôi, nhưng mà nó là một cái thiết kế và nó là cực kỳ hầm hố luôn mọi người. Đó chính là cái cây Actros 99 Pro phiên bản màu trắng bạch hổ. Nó được thiết kế bởi một màu nguyên bản màu trắng luôn. Tuy nhiên có phần đầu thì có một chút phần đen ha, ở trên cái vành vợt, và có một chút họa tiết giống kiểu như là con hổ trắng mà có mấy cái vành màu đen mọi người, có mấy cái vằn á mọi người. Mọi người hình dung ra cũng đủ thấy ha. Một cái vợt mà mang tính chất mà một cái màu đơn giản nhưng mà nó lại mang cho mình một cái thiết kế mạnh mẽ, nó trẻ trung mà nó đã gọi là pro, là nó phải hầm hố đúng không mọi người. Đó thì cái nước sơn mình đánh giá cao về cái cây 99 Pro này, nước sơn khá là đẹp, nhìn nó hầm hố, nó mạnh mẽ ha mọi người. Thì cái cây vợt Actros 99 Pro phiên bản màu trắng bạch hổ nó vừa mạnh mẽ vừa đẳng cấp để mang tính chất pro nữa, thì nó được tay vợt Kento Momota từng là số 1 thế giới sử dụng nữa và từng vô địch rất nhiều giải. Wow, good job đúng không cả nhà? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần thông số kỹ thuật của em đó nha. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần thông số kỹ thuật nha. Cái thông số kỹ thuật mà Huy cầm cái bảng trên tay đó là 4UG5 và mức căng tối đa của nó cho phép là 28 lbs, tương đương với lại 12,5 kg nha mọi người. Đó, mọi người cũng có thể thấy là với một cái phiên bản hoặc là 4U mà Huy cầm, Huy có cảm giác là nó gần 3U luôn mọi người. Tại vì sao? Cái trọng lượng của nó tương đối là nó hơn hẳn chữ đầm. Đã gọi là một cái vợt thiên công dành cho một cái tay vợt Pro VIP thì nó phải có một cái điểm cân bằng nó khá là nặng đầu mọi người. Với lại thân nó cũng rất là cứng. Huy cầm Huy có cảm giác là thôi, Huy chỉ cầm thôi chứ Huy không muốn đánh thử. Nếu mà đánh thử Huy sợ Huy sẽ hư tay mọi người. Tại những cái cây vợt mà dạng như là thân cứng mà nặng đầu như thế, với một cái điểm cân bằng là tới 300 mấy nặng đầu mọi người, thì so với lượng tay của Huy chắc chắn là Huy đánh không được rồi. Huy sợ đánh xong bị mỏi mọi người, do là Huy không có thể nào điều chế được cái lực của nó, điều chế được cái trọng lượng mà cái lối đánh của mình. Với lại cái lối đánh của Huy không phải là lối đánh thiên công nữa, mà nó chỉ là một cái mức là phản tạc thủ cầu và điều cầu thôi. Thiên công Huy chỉ đập phong thôi mọi người. Đó, so với mức thông số mọi người cũng có thể thấy nha, phiên bản này còn một cái phiên bản nữa là 3U. 3U chắc phải dành cho cái tay vận động viên bán chuyên hoặc chuyên nghiệp sẽ chơi mọi người. Đó, thì cái điểm cân bằng của nó là 303 cho tới 305 mm ha. Và cái độ cứng là siêu cứng.
phải nói là cái lúc mà mình cầm cái cảm thấy trời đất ơi nó cứng dữ vậy. Bóp mà xong rồi đó Huy thử độ nặng đầu nó, Huy mới để ý là trên đầu nó còn một cái phần là ren chống lún, thì cái ren thì cái ren này cái giúp cái công nghệ đầu vợt nó lại nặng chằm xuống thêm vài mm nữa, giúp chúng ta có những quả đập cầu tấn công rất là uy lực và rất là mạnh mẽ, đi cầu rất là cắm luôn mọi người, gọi đi cắm sân luôn á mọi người đó. Phải diễn tả sao ta, giống cây Z Z-Fox không, cái cây mà Z-Fox mà đập cháy sân mà từng thi đấu thế giới cấm thi đấu, cấm cho vật cái thi đấu thì đập cháy sân quá, đập và cú đập mạnh đó mọi người, mọi người cũng đủ hiểu ha. Nhưng mà không biết là cái cây này có nặng bằng cây đó hay không, nhưng mà Huy đã từng cầm cái Z-Fox rồi, không hợp, mỏi cực kỳ luôn, không biết cầm qua cây này sẽ như thế nào mọi người đó. Thì so với thông số là mức 4 ô, nhưng mà Huy cầm có cảm giác là nó gần 3 ô. Nếu mà so với trọng lượng thì chắc là bên nhà Yonex nó sẽ có một cái mức độ sai số nhất định của nó, cho nên là Huy cũng không rõ, Huy chỉ cầm thấy nó nặng thôi mọi người. Ok, đó là cái thông số kỹ thuật của nó. Ngoài ra thì nó còn có một cái thiết kế công nghệ, như là mọi người có thể biết là ngoài những cái công nghệ mặt vợt nè, isometric nè, ngoài những cái công nghệ mà phân bổ trọng lực và cái công nghệ EBCAP Plus là cái công nghệ và cái chụp mũ vợt đó mọi người, để cho chúng ta cầm kê tay đè cầu những cái quả trên lưới mọi người đó, cái chụp mũ vợt mọi người. Ngoài ra thì nó còn cái công nghệ NEM nữa, cái công nghệ này mọi người cũng quá hiểu biết rồi đúng không, là từ than chì liên kết với nhựa, nó sẽ gọi là khi mà các bạn đập cầu nó sẽ có độ đàn hồi nhất định để khi mà các bạn đập cầu xong thì cái trạng thái đũa của vợt nó sẽ ổn định lại như ban đầu. Tại vì sao Huy nói dòng Upshot là thiên về một dòng tấn công mà các bạn cầm các bạn lại thấy nó hơi hướng về cân bằng, là do là nó có công nghệ là phân bổ trọng lực giúp cho phần đầu vợt, thân vợt và cán cầm của vợt, sau vợt nó sẽ giúp cho cái vợt nó cân bằng hơn. Tuy là một dòng tấn công nhưng mà các bạn đập nó sẽ vẫn thấy có một cái độ sức mạnh của nó. Tuy nhiên thì các bạn đập những dòng Upshot thì các bạn cảm thấy là không bị mỏi tay, là do cái công nghệ phân bổ trọng lực và cái công nghệ NEM giúp mà khi chúng ta đập á, cái đũa chúng ta sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu nhất định sẽ nhanh nhất cho các bạn, nên chúng ta đập hoài mà không bị mỏi tay như là như vậy. Ngoài ra thì nó còn cái công nghệ nữa là lớp lõi Solid. Lõi Solid thì những cái dòng vợt mà cao cấp bên Yonex chắc chắn ai cũng đều biết về lớp lõi này. Nó có một cái lớp xốp ở bên trong cái khung vợt, cái âm thanh lưới mà khi mà các bạn đem mà mọi người thấy thanh á là nhờ cái lõi Solid đó. Với lại một phần nữa là nó sẽ làm ổn định cái khung, khi mà chúng ta đập cầu á thì nó sẽ không có bị rung cái khung khi chúng ta đập ha. Ngoài ra thì cái phiên bản Pro nó khác với phiên bản Upshot 99 thường á, là cái đũa họ sẽ làm dài ra một xíu và nó sẽ có cái công nghệ là nắp chụp EVCAP Plus nó sẽ dài hơn một tí, nó sẽ bự hơn so với cái nắp chụp bình thường ha. Nắp chụp bình thường là EVCAP bình thường thôi, nhưng mà cái nắp chụp lần này là EVCAP Plus, nó sẽ cải tiến hơn về cái độ nắp chụp mũ vợt khi chúng ta lấy ngón tay tì và để đè cầu những cái quả trên lưới mọi người đó. Ngoài ra thì nó còn cái phần khớp chữ T mọi người quá quen thuộc rồi đúng không. Thì ngoài ra nó còn một cái công nghệ nữa, chứ chính là cái công nghệ vành vợt. Mọi người cũng biết là cái công nghệ vành vợt rồi đúng không, ba đèn đỏ. Thì công nghệ vành vợt này được áp dụng từ cái cây Upshot 100ZZ thì phải, đúng rồi, được áp dụng từ cái cây 100ZZ mọi người. Thì cái vành vợt thường những cái dòng Upshot á, vành vợt nó sẽ nhỏ đúng không, thì những cái công nghệ mà từ cây Upshot 100ZZ được đưa cho ra mắt thì cái vành vợt nó sẽ to ra một xíu ha mọi người, to ra một xíu đó. Cái công nghệ mặt vợt thì isometric thôi, mọi người cũng quá quen về cái công nghệ này rồi đúng không. Ok mọi người, và tiếp theo là cái vợt này nó phù hợp cho đối tượng chơi nào nhất. Theo tôi nghĩ là phù hợp cho những cái đối tượng nào mà có chơi thiên về tấn công, có lực đập mạnh và tốt và nhanh, có một cái lực cổ tay và kỹ thuật cực kỳ khỏe, một lực tay khỏe khi dùng cái vợt này, đánh đôi lẫn đánh đơn đều được nha mọi người, rất hợp lý luôn. Đó, Huy cũng không biết nói như thế nào nữa. Nếu mà nói về cái cây vợt này mà từ trung bình trở lên thì nó hơi khó thuần, mà nếu như mà nói về cái dễ thuần hơn một xíu á thì phải các bạn nào phải có một cái trình độ khá hoặc có kỹ thuật tốt xíu sẽ chơi cây này phát huy được cái lực nó tốt hơn so với những cái bạn mà có lực tay trung bình. Nếu mà lực tay trung bình nó sẽ chưa có thể gọi là phát huy hết được cái lực của nó được. Một cái vợt mà nặng đầu
thân cứng như vậy thì các bạn nghĩ coi là với một cái người mà chơi trung bình đi giống như mình thì chắc chắn là sẽ không phù hợp lắm, thì nó khó chơi ở chỗ là lực tay của mấy bạn trung bình nó chưa được khỏe hẳn, nó nằm ở chỉ mức là thường những cái vợt mà nhẹ nhẹ tầm cỡ lối đánh trung bình hay gì gì đó thôi, chứ không có mức lối đánh là khá khỏe. Quan trọng ăn thua lực cổ tay và mức căng của mọi người nữa. Nếu mà mức căng á, mà so với một cái vợt nặng đầu mà một cái mức căng phải nói từ 11 kg mấy 12 kg á, là phải gọi là cái lực tay là trâu bò lắm mới thuần được. Còn nếu mà ai muốn đánh thử trải nghiệm á, thì mọi người chỉ nên căng 10 kg hoặc 10 kg rưỡi đi trải nghiệm thôi, tại bản thân nó đầu nó nặng sẵn rồi. Nếu mà các bạn đang 12 kg á, bảo đảm các bạn sẽ đánh không nổi và các bạn sẽ không có phát huy được hết cái lực của nó. Hoặc đang 11 kg cũng vậy, không đánh cầu nổi rồi chúng ta bị hao mòn lực cổ tay và nó sẽ khiến cho cổ tay mình bị mỏi. Mọi người Huy đã từng bị rồi, cho nên là Huy muốn chia sẻ với mọi người vậy luôn ha. Đó, một cái phiên bản rồ dành cho top 1 thế giới Kento Mô ta thì mọi cũng đủ hiểu ha. Cái dòng này thì được nhà Yonex lấy ý tưởng từ vận động viên số 1 thế giới đơn nam, đó chính là Kento Momota đang sử dụng cái này. Anh ấy thi đấu phải gọi là cũng rất cố gắng, nhưng mà tuy nhiên thì kết quả thì cũng không được tốt như mấy, nhưng mà anh ấy cũng đã cố gắng rất là nhiều mọi người. Ok, clip của Huy tới đây kết thúc rồi nha. Ok mọi người, nếu mọi người xem video này, thích video này của Huy, đừng quên lại cho Huy một like, một đăng ký kênh, nhấn nút chuông nhận thông báo mới nhất khi có video mới từ Nguyễn Huy Vlog Cầu Long nha. Và nếu mà các bạn có ý kiến thắc mắc gì thêm nữa, hãy comment xuống video Huy biết để Huy có thể trả lời hết bình luận cho các bạn nha. Holy moly.